Mời các bạn nghe truyện ngắn Dời Bến Tác giả Nguyễn Ngọc Tư Giọng đọc Huỳnh Minh Hiền Bà con của một người bà con dẫn cô lên giúp việc nhà họ vào một bữa trời mưa Cô vắt đôi tà áo ướt đẫm nước tròn con mắt phân trần Xứ gì mà ngộ quá Đâu cũng có nhà mà không có chỗ đục mưa Ở đâu cũng tường rào kính mít kiếm đỏ con mắt mới gặp được cái mái hiên. Tôi mới đứng có chút chiếu mà đã bị kêu tránh ra cho người ta buôn bán. Phải ở dưới quê, bà con còn đem ghế ra cho ngồi. Ngày cái ngày đầu tiên đó cô đã mang một chuẩn mực mới đến với gia đình họ, tạm gọi là phải ở dưới quê. Ngó mấy con cá rô nằm cạnh rổ cải bắp, cô thẫn thờ trời ơi phải ở dưới quê mình nấu cá rô với bông so đũa ngọt nước dữ lắm bông so đũa mùa này trổ trắng trên mấy bờ kinh mật ơi là mật hàng xóm cãi nhau cô ngó qua rào phải ở dưới quê thể nào cũng có người chạy tới can người ngoài nói tiếng ngọt tiếng lạc cũng đỡ căng thẳng lắm sau mỗi bữa ăn cô tần ngần phải ở dưới quê đồ ăn dư như vậy là nuôi được mấy con heo cả nhà chủ vừa buồn cười vừa khó chịu họ đã sống một cuộc sống được xem như là hiện đại đầy đủ họ hài lòng với những gì mình có nhưng cô giúp việc tỏ ra không mấy hài lòng suốt ngày đi so sánh mà so sánh với nếp quê mới kỳ cục phải ở dưới quê ra vườn có chút xíu là kiếm được rổ rau rồi đâu phải mua chi uổng tiền phải ở dưới quê, mùa này gió chướng thả cửa, ở trong cái nhà hả hỏng đón gió sông, mặc sức mà rung. Mở máy lạnh làm chi, ngợp quá chừng. Phải ở dưới quê, chặt cây chuối ra ao tập lội, khỏi mắt công đi hồ bơi. Phải ở dưới quê. Mỗi ngày qua, cô lại đưa ra một vài kiểu so sánh mới, chi tiết và tinh tế đến mức cô đặt cả bụi và cỏ lên bàn cân. Cỏ ở thị thành cũng vô duyên, phải ở quê, cỏ phơi khô đem đốt lấy tro trồng đậu trồng dưa. Chủ nhà quen dần, thấy mến cái cách nói chuyện thẳng thừng, gọn gọn lõn, ngõn nguyễn, tỉnh bơ như thể cái xóm nhỏ heo hút kia mới chính là thiên đường. Và cô, dù đã xa mảnh thiên đường đó mà lòng còn cắm sào ở bến sông, nếu mãi bụi ô rô, đọt nhãn lòng hàng lơn nước xanh rêu con gà mái quýnh quán gọi đàn gà con bên ổ mối cô đi chậm cô hòa nhập chậm bởi bước chân cô kéo theo hàng ngàn ký ức lớp lớp nỗi nhớ dễ gì mỗi người có một chuẩn mực của riêng mình để dịnh vào đối chiếu so sánh chủ nhà từng nghĩ cuộc sống hiện đại sung túc là thiên đường, nhưng bây giờ thì họ quan mang, thế giới mơ ước của họ có nguy cơ đổ vỡ trước cô giúp việc ương bướng, bởi cô không nghĩ như vậy. Vì chớ quê cô là nhất. Cô là người không dễ bị khuyết phục, kể cả lúc buộc phải đồng tình. Ừ, cái bếp này không khói, khỏi bị chảy nước mắt, nhưng không khói thì không thơm mùi cả củi ướt mùi những con mối nhỏ, trứng kiến bị cháy vàng, mùi khoai lang vùi trong than. Mỗi khi cô nhưng nhà chủ thoát tim vì thấy mình thua là cái chắc. Nhiều lúc nằm nhìn cái máy điều hòa, thấy mặt cảm dễ sợ, mặc cảm với những ngọn gió phóng khoáng thổi nước chảy tràn lên những bờ sông quê cô và việc có nhiều tiền cũng đôi khi làm nhà chủ bẽn lẽn. Họ không bao giờ mua được cái chốn nhớ cho mình với khói đốt đồng, bông khế rụng, mấy con ông bầu vo ve đục kèo nhà làm tổ. Sáu tháng, cô chỉ có cái lý duy nhất phải ở dưới quê mà siêu lạc cả nhà chủ. Họ bắt đầu cảm thấy cái nơi mà họ chưa từng đặt chân đến mới là thiên đường. Bữa cô về quê giữ đám dỗ, họ nôn nao như chính mình trở về. Đám trẻ con dậy sớm lăn xăng dặn, Chị hai về nhớ đi câu khát lát, bức bông súng hái chùm ruột đem lên cho tụi em ăn nghiêng Người lớn rảo qua rảo lại, ngó cô giúp việc nháo nhét bên cái giỏ. Chỉ mấy hộp bánh tay, trà lại mà cô nhét vào, sổ ra, rồi lại nhét vào, mắt tức. Chút nữa thôi, chuyến tàu trưa sẽ đưa cô về lại thiên đường của mình. Nhà chủ ngó cái lưng cô giúp việc khuất dần và nghĩ thầm. Mình đã từng có thiên đường, nhưng nó đã không còn nữa. Cô trở lại nhà chủ cũng một bữa mưa rào, dường như mưa cuối mùa. Lui cui, rửa đôi dép cô cằn nhằn. Rầu quá, dưới quê bước ra là gặp xình lầy, dơ muốn chết, phải ở thành phố. Chủ nhà hơi khựng lại, ngỡ ngàng, cô vẫn hồn nhiên. Đám dỗ làm bánh lũ khủ, phải ở thành phố chạy ra chợ mua cho gọn lòng cô đã không còn buộc dây nơi bến cũ thiên đường của cô cũng tan biến mất rồi rốt cuộc không có thiên đường nào hết chuyện bình thường thôi cô đã được nếp sống thành thị nuông chiều nhận ra một chuẩn mực mới biết vậy nhưng chủ nhà vẫn buồn vì lòng họ đã neo vào một cô giúp việc quê mùa hồn nhiên chân chất của mưa ngày xưa